Ông Ebrahim Raisi, 63 tuổi, một giáo sĩ tôn giáo có đường lối cứng rắn, được bầu làm tổng thống Iran vào năm 2021. Trong nhiệm kỳ của mình, ông đã giám sát chiến lược mở rộng ảnh hưởng của Iran trong khu vực thông qua việc ủng hộ các nhóm vũ trang ủy nhiệm trên khắp Trung Đông, đẩy nhanh chương trình hạt nhân của quốc gia và có lập trường cứng rắn với Israel. Trong cuộc thời gian này, tại Iran đã xảy ra một số cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất sau nhiều thập niên và suy thoái kinh tế do các lệnh cấm vận quốc tế và tỷ lệ thất nghiệp cao. Ông Raisi được coi là người có khả năng kế nhiệm ông Ayatollah Ali Khamenei với tư cách là nhà lãnh đạo tối cao, vị trí chính trị và tôn giáo cao nhất ở Iran. Ông Raisi sinh ra ở thành phố Mashhad vào năm 1960 trong một gia đình sùng đạo trong bối cảnh cuộc cách mạng Hồi giáo nổ ra ở Iran, lật đổ chế độ quân chủ của đất nước này vào năm 1979. Là một học giả tôn giáo trong chính phủ thần quyền của Iran và là người được nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Khamenei bảo hộ. Ông Raisi đã thăng tiến trong ngành tư pháp, làm công tố viên ở một số thành phố. Ông Raisi là đối tượng bị Mỹ trừng phạt vì cáo buộc vi phạm nhân quyền. Trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Raisi, Iran đã trải qua một phong trào biểu tình chống chính phủ lớn sau cái chết của một phụ nữ trẻ người Quốc khi bị cảnh sát giam giữ. Tehran cũng tiếp tục chương trình làm giàu uranium và chương trình tên lửa đạn đạo. Sau khi Israel tấn công vào một khu phức hợp sứ quán Iran tại Syria hồi đầu tháng 4, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào Israel. Trong cùng thời gian đó, Iran cũng nổi lên là nhà cung cấp máy bay không người lái quân sự nước ngoài đáng tin cậy của Nga. Năm ngoái, Iran đã đạt được thỏa thuận với Ả Rập Xê Út và khôi phục quan hệ ngoại giao. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.